Lá gió. Nước Tống có người lấy ngọc, tỉa làm một cái lá gió 3 năm mới xong. Cái lá làm rất khéo, sống, cuống, cạnh sắc, lông tơ, màu mỡ giống như hệt, đem trộn với những lá gió thật, không ai phân biệt được nữa. Người ấy đem cái lá dâng vua Tống, vua khen là khéo, cấp lương bổng cho. Tử Liệt Tử nghe thấy chuyện nói rằng, giá bây giờ, những cây cối trong khoảng trời đất 3 năm mới mọc được cái lá, thời dễ không có mấy cây có lá nữa. Lời bàn, bài này cũng gần một ý như bài trên, nói sự khôn khéo, chỉ làm trò chơi được một lúc, không đáng chuộng bằng sự thực dụng, làm lợi cho mọi người được lâu dài. Song tay người làm ra, mà giống được như tạo hóa thì thật là khôn khéo. Mỹ thuật xưa nay thường lấy sự bắt chước hệt như được hóa công làm mục đích. Liệt Tử vốn là nhà lão học thì lại cho cái cảnh tự nhiên là đẹp hơn cả. Chỉ một cái cảnh ấy cũng làm cho con người đủ được hưởng sự vui sướng.